gặp em được không? Xong cái em không muốn gặp chị, xong em đi nhà vợ kêu này là để đông bị đau bụng không có gặp đâu, mai gặp cũng được. Xong cái chồng em phải thuê nhân nghỉ tại vì nếu mà vô đơn vị thì không có ra được. Cái sáng ngày sau cái chồng em đi qua cho em đi xem phim mà chồng em siêu lắm, em ghim đinh đi một cái là tới ngay tận cửa phòng luôn. Em giấu nhà em một thời gian lâu, xong cái cuối tuần chồng em ra, cái hai vợ chồng ở bên phòng chơi, cái anh em mới đi qua, anh em nhà anh em gần chỗ phòng em luôn, cái anh em đi qua cái thấy bắt đầu anh em mới bắt qua nhà anh ra mặt này kia rồi nhà em á là chứa cầm cả tuần ấy kia này. Xong cái lên shopping lật, xong cái kia này em thích cái gì để anh mua. Tới cái ngày sinh nhật của em từ sáng tới chiều không hề có một tin nhắn chúc mừng luôn, không em giận luôn. Cứ xong mà động phòng liền đúng không? Sau khi mà cũng kiểm tra phòng bị xong thì hai đứa cũng khuya rồi, cũng dắt nhau đi ngủ. Em chào hai anh chị, em chào mọi người ở trường quay. Em tên là Oanh, em sinh năm 93. Em là nhân viên văn phòng ạ. Cả quê em ở Quảng Bình. Thế mà bây giờ thì em ở Sài Gòn thì là em ở đâu? Dạ em ở Dị An, Bình Dương. Dương đúng không? Dạ. Là ở ở bên bên chồng hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ hai vợ chồng em ở trọ ạ. Ở trọ sao? Dạ. Rồi, chào Oanh nha. Mời em. Mời chồng của Oanh. Em xin chào anh Quốc Thịnh, em xin chào chị Thanh Vân. Xin chào các bạn trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Duy. Em cũng sinh năm 93. Em hiện tại đang công tác ở Lữ đoàn Công binh 550 của Quân đoàn 4. Cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau? Thật ra hai công việc không liên quan đấy. Đó, đúng rồi. Chắc cũng hơn năm em đang ở trong đơn vị một mình buồn á. Rồi cũng ngồi lướt Facebook mới nhìn thấy hình ảnh của vợ em đây. Dạ thì ấn tượng đầu tiên là lúc đó là nhìn ảnh của vợ em ở trên mạng thì nhìn rất là dễ thương, cũng thấy cô này xinh. Mình mới bắt đầu mới xem vào trên chỗ trang cá nhân ấy ạ. Đó thì ngoài hình sinh ra thì cũng thấy là cô này cũng ở Dĩ An nữa. Đấy là cũng gần cái chỗ đơn vị của mình công tác. Kết bạn rồi nhắn tin. Dạ, rồi bây giờ phải hỏi Oanh nè. Dạ. Sao mà người ta kết bạn cái mình chấp nhận liền dễ dãi quá vậy? Dạ không, vừa đó là anh comment cái gì á, em mới đăng cái gì mà cái gì đó đại loại là xinh đẹp, hiền lành, mỗi tuổi bướng gì đó. Xong anh mới vô comment là đừng bướng nữa. Xong bắt đầu hai câu chuyện bắt đầu từ đó ấy chị. Bắt đầu hai đứa mới nói chuyện xong cái hỏi tuổi. Xong em thấy cái hình avatar của anh thì, của chồng em ấy, là chồng lại đăng hình avatar của thời sinh viên ấy, nhìn nó trẻ trâu mà em tư tưởng của em nó không quen người ít thân chuyện, không quen người già. Đúng rồi. Xong cái em mới hỏi cái chồng em lúc đó nói là chồng em sinh năm 94, tại vì chồng em là sinh đầu 94 mà cuối 93. Xong em mới không có ý định quen. Rồi nhưng mà nhỏ hơn chị rồi bé ơi. Dạ đúng rồi. Xong cái em đi bắt kêu em ăn chị. Hai người xưng chồng em xưng em là bé, còn em xưng chồng em là em. Hồi đó là chồng em phải nói chuyện mấy tháng ấy. Xong chồng em đi công tác ở Hà Nội về. Xong vô cái chồng em kêu bị đau chân. Chồng em đi nhắn tin chứ, bé ơi em ra rồi, bé gặp em được không? Xong cái em không muốn gặp chị. Xong em đi giả vờ kêu này là bé đang bị đau bụng, không có gặp đâu, mai gặp cũng được. Xong cái chồng em phải thuê nhân nghỉ. Tại vì nếu mà vô đơn vị thì không có ra được. Cái sáng ngày sau cái chồng em đi qua cho em đi xem phim mà chồng em siêu lắm, em ghim đinh đi một cái là tới ngay tận cửa phòng luôn. Xong đi coi phim, xong rồi ăn, xong đi uống cà phê ngay đầu tiên mà hai đứa ngồi ở quán trà sữa từ 1 giờ chiều tới 10 giờ tối. Ngày đầu tiên đã ngồi 9 tiếng với nhau. Nhà bao lâu thì yêu, bao lâu rồi cưới? Nhà tầm 1 năm là bọn em cưới được tháng 2. Ở đây luôn, cũng son đó. Bây giờ anh hỏi Duy nè. Dạ. Tức là em nhìn lần đầu tiên em nhìn thấy cô này là trên mạng xã hội, rất là đáng yêu. Dạ. Nhưng khi mà em gặp cô ấy ở ngoài đời ừ. thì có như trong hình ảnh hay không? Vợ của em hồi đó để hình Facebook là nhìn dễ thương lắm. Cho nên là em cũng cố gắng. Ấn tượng đầu tiên của em là vợ em là nhỏ con. Và nhất là lúc nghe giọng nói như anh nói đó. Em dễ nghe giọng nói là em nghe ngọt, lắm mềm ngọt. Em cũng thích ý rồi. Đi xem phim. Xem phim xong rồi về nói chuyện. Chắc là cũng một phần là hai đứa cũng bằng tuổi à. Trong cuộc sống thì cũng có nhiều cái chia sẻ cùng nhau đó. Cho nên là nói chuyện nó rất là hợp. Rồi sau bao lâu thì là hai đứa chính thức yêu nhau nào? Lúc trước đó nói chuyện xong cái từ lúc gặp mặt là tầm 1-2 tháng gì đó. Xong tới gặp mặt xong tới tầm 2 tháng sau thì tại vì thấy hợp xong cái chồng em đặt vấn đề luôn. Là thầy em thấy bé với em nói chuyện cũng hợp nên xong có nghĩa là vẫn xưng mà bé bé đúng không? Dạ đúng rồi. Xong cái em kêu này thôi không làm chị nữa đâu. Xong em lại chưa chẳng nghe đi gặp nhà em. Xong cái anh cứ kêu này là bé về với em không được. Xong bắt đầu đổi xưng hô luôn. Em giấu nhà em một thời gian lâu. Xong cái cuối tuần chồng em ra, cái hai vợ chồng ở bên phòng chơi, cái anh em mới đi qua, anh em nhà anh em gần chỗ phòng em luôn. Cái anh em đi qua cái thấy bắt đầu anh em mới bắt
qua nhà anh ra mắt này kia. Đúng rồi. Xong cái anh em nghe nói là bộ đội nữa, xong làm ở quân quân 4 thì anh em lại quen mấy người ở bên đó. Xong rồi ba em cũng là bộ đội. Ôi, lại giống nhau nữa. Ba em là bộ đội luôn. Dạ, ba em cũng là bộ đội. Xong cái bắt đầu anh em nghe về cái anh em cùng thích, xong anh em cùng nói về trong em này là anh nghe nói là bộ đội anh thích anh ngay. Em là từ em đến từ thành phố nào? Dạ em thì quê gốc là ở Nghệ An. Dạ nhưng mà sau này gia đình thì chuyển vào trong Gia Lai sinh sống. Thế thì anh hỏi nè, anh lính này anh có lãng mạn không? Dạ không, trong em nói chuyện cũng tình cảm nhưng mà không có lãng mạn gì. Giống như kiểu sinh nhật em á là chứa cả tuần á kêu này, xong cái lên shopping lướt, xong cái kêu này em thích cái gì để anh mua. Tới cái ngày sinh nhật của em từ sáng tới chiều không hề có một tin nhắn chúc mừng luôn, hôm nay em giận luôn. Xong cái đến khi tụi em nói với lại tính em ấy, tính em là giống như kiểu là em giận cái gì hay là em không vừa lòng cái gì là em phải nói ra mới được. Để hai đứa cùng giải quyết ấy. Xong cái tụi đó em nói, xong em nói nhưng mà em vẫn giận. Xong cái bắt đầu sáng ngày sau em đi làm, chồng em mua một đống bánh kẹo chạy qua cổng công ty em, xong kêu em ra lại em khóc em lấy luôn. Bánh kẹo vẫn còn giận, rất là thẳng tính, con gái rất là dễ thương đó. À, sao xong cái em vẫn không hề giận. Xong cái sau này ủa rồi cái mớ bánh kẹo đó là sao em... không lẽ mình ôm đem về mà này phụ nữ là sợ ngọt lắm, em đi mua bánh kẹo làm gì nữa. Xong cái sau này chồng em cùng xin lỗi đôi này kia, xong em cùng nói ra quan điểm của em giống như kiểu là em không cần tặng quà đặt tiền hay cái gì đó, nhưng mà em cho em muốn là được chúc giống như là mọi người quan tâm, hoặc là chỉ cần một cái món quà lưu niệm nhỏ thôi mang tính chất giá trị tinh thần ấy. Thì em không cần là có quà này kia kiểu vậy. Lỗi xong rồi em bỏ qua. Lúc đó là em mới lấy bánh kẹo đúng không? Không, em không lấy bánh kẹo. Đúng rồi, cuối cùng bánh kẹo đó đem về cho danh trại ăn đúng này, không? Này này, cứ như là giúp trẻ con ấy mà mua bánh kẹo, trời ơi sai quá sai nha. Mua bánh kẹo kiểu lúc đó là trong ngày hành chính làm việc ấy anh. Thì em thì cũng không được ra ngoài đâu, cũng phải lên xin nịnh nọt lắm, kiểu tranh thủ cái giờ nghỉ trưa ấy. Chạy ra tí rồi cũng phải vào đơn vị công tác thôi. Cho nên là vợ cũng giận hoài đến khi được xin nghỉ cuối tuần ra, rồi hai người gặp gỡ rồi cũng xin lỗi. Dạ, cũng hứa hẹn sau này sẽ không vô tâm như vậy nữa. Rồi chàng này mà không lãng mạn thì lúc mà cầu hôn em có lãng mạn không? Đó. Không có cầu hôn gì luôn. Của không cầu hôn luôn. Lãng xẹt luôn rồi. Lãng xẹt. Ủa anh cứ nghĩ rằng là sau cái sự cố bánh kẹo á là ảnh sẽ có thay đổi. Sẽ có một chút lãng mạn, và nhất là cái việc mà cầu hôn là phải có một cái gì đó tạo một cái sự bất ngờ cho người mình yêu chứ. Dạ không. Không luôn. Chồng em là đợt đó là hình như gần Tết năm trước này, xong cái hai để đi ăn xong chồng em kêu này là em ạ. Anh có chuyện muốn nói với em. Xong nghe kêu chứ giờ hai đứa mình cùng xác định rồi, tầm đầu năm sau thì hai đứa mình cùng cưới rồi, nên là giờ anh muốn là đi mua tặng em một cái nhẫn định, cái nhẫn cầu hôn. Kêu là tài chính của anh là trong tầm khoảng đó. Xong em coi em mua xong cái bắt đầu hai đứa ra tiệm trang sức, xong bắt đầu mua nhẫn, chọn nhẫn cho em xong mua xong đó hết. Trời ơi. Coi như là ổng lên lịch hết trơn luôn. Sao ổng còn nói giá tiền luôn á, trời ơi, ổng lại không bất ngờ hết trơn. Ủa sao vậy Duy? Anh nghĩ là trong danh trại cũng có phim coi, cũng có coi phim, rồi cũng coi mạng xã hội, nói chung là cũng ít nhất em cũng phải xem được một vài video clip về cái việc gọi là cầu hôn sao nè, nói những gì để cho người yêu mình vui nè. Đúng rồi. Đó, sao nó mà nó thẳng tuần tuột luôn vậy? Trước đó là em cũng có qua chỗ nhà ông anh mấy lần đó. Thì ông anh cũng hỏi thẳng luôn, anh cũng hỏi là đấy hai đứa thì tìm hiểu nhau thì cũng được một thời gian, xong rồi là cũng gặp anh rồi, thì bây giờ hôm nay anh gọi qua thì anh cũng hỏi xem là ý của em như thế nào, xem là em với ông anh quen biết thì quen biết là để làm gì đó, thì hỏi vậy. Chắc là một phần là do tiếp xúc với anh lớn rồi, cũng mình cũng một phần kiểu người cũng hơi thiếu lãng mạn nữa, cho nên là em cũng không có mấy một phần tính của em cũng có thể là khá hướng nội nữa đó, cho nên là em cũng không có đặt cho mình cái suy nghĩ là tạo ra một cái không gian lãng mạn giống như kiểu là nến rồi hoa rồi là bàn tiệc hai người riêng rồi sau đó là nói những lời tỏ tình. Em cũng thường nói là em thích gì, anh muốn tặng em cái này và em xem thử là em thích cái gì thì anh sẽ chọn cái đó. Cưới xong mà động phòng liền đúng không? Sau khi mà cũng kiểm tra phong bì xong thì hai đứa cũng khuya rồi, cũng dắt nhau đi ngủ. Ok.
rồi, nhưng mà hai người lấy nhau xong thì có cảm giác như là vỡ mộng không? Chồng em thì không tộc tính, nhưng mà kiểu chồng em là hồi xưa trước cái chồng ấy là em nghĩ là em là người kiểu sạch sẽ ngăn nắp rồi ấy. Nhưng mà sau khi cưới chồng về cái thấy chồng em còn hơn cả em nữa. Đương nhiên rồi em, sao bộ đội mà em. Đúng rồi, bộ đội. Trời mà ơi. Xong cái đôi dép em đi trong nhà vệ sinh ấy, xong ra thì em lột em bỏ ở trong nhà vệ sinh luôn. Em cái nó phải dừng lên cho nó ráo nước. Vừa sau đi vô con đi nữa. Xong em cứ quên hoài, xong bắt đầu chồng em bước vô toilet. Vợ ơi. Xong em dạ. Em biết em quên cái gì em. À trời ơi, sao mình lại quên ta. Thế là chồng em không nói được gì nữa. Tại vì em nhây. Nói chung là chồng em cũng khó tính, hay cằm ràm, nhưng mà tại vì em nhây quá xong mới chồng. Là hay cằm ràm đúng không? Nhân hay cằn nhằn. Giờ đến lượt Duy nào, đến lượt Duy. Bây giờ là từ nãy giờ nghe vợ nói xấu mình rồi, đến lượt mình được quyền rồi. Và em hay quên mình là đi vào toàn để quên đồ trong nhà tắm thôi. Nhiều hôm là người thì ra rồi, nhưng mà kiểu điện thoại em đâu, điện thoại em trong nhà tắm. Hoặc là đồng hồ, rồi là kẹp tóc rồi đó. Rồi là cái thêm cái mặt đặt nó hơi xấu, đó là chậm. Vì từ lúc chậm. Mà chậm. À. Muốn làm cái này cho đến lúc thực sự bước vào làm là nó phải mất một khoảng thời gian. Trì hoãn hả? Dạ. Lên đề đó. Lên đề. Em mua đồ ấy. Thường là em nghĩ rằng cái gì cần làm mà em nói ngay. Là cái đó cần làm là em làm đứng dậy em đứng đi làm liền luôn. Nhưng mà vợ em thì từ cái lúc nói cho đến cái lúc làm nó phải mất một khoảng thời gian. Có mong muốn chồng mình thay đổi một cái gì đấy thì Oanh có gì mà muốn gửi gắm đến Duy không? Nếu mà mong muốn ấy thì em chỉ mong muốn là chồng em được về nhà nhiều hơn với em thôi. Còn bình thường chồng em cũng kiểu quan tâm rồi, hay chăm sóc. Nói chung là chồng em thương vợ, đáng yêu quá. Nên em chỉ cần chồng em về nhà nhiều hơn với em. Điều này thì Duy có làm được không? Dạ em sẽ cố gắng chị ạ. Sẽ cố gắng thôi. Tại vì em cũng biết rồi, công việc đặc thù của những anh bộ đội là làm trong doanh trại thì bao giờ cũng vậy. Thì thời gian dành cho xã hội, dành cho doanh trại quân đội thì sẽ rất là nhiều. Nhiều hơn so với gia đình. Nên là chị mong là em sẽ có nhiều sự thấu hiểu hơn và thông cảm hơn cho vợ của mình. Và chị nghĩ là mình lãng mạn hơn một chút thì cũng có mất gì đâu. Không, bây giờ anh đề nghị luôn đi. Anh đề nghị luôn đi. Bây giờ đến với chương trình Vợ Chồng Son, phiên bản đặc biệt dành cho cặp vợ chồng son trong quân đội. Đó. Thì hôm nay anh rất là muốn Duy bày tỏ một cái tình cảm gì đó. Anh muốn nói với em một lời mà anh suy nghĩ trong lòng. Đó là anh cảm ơn em đã dũng cảm để quen, để làm vợ của một người bộ đội. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. Em năm nay 23 tuổi và hiện tại em đang là chủ trường mầm non. Thế còn em? Dạ, em là Vương, em năm nay 29 tuổi. Em đang là nhân viên máy tính. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Chắc có thể là vô sửa cái dàn hát karaoke của cô đúng không? Chết quá rồi nha. Thôi để người ta nói đi ha. 5 năm về trước, em lên ở trọ chung với một cái người dì của em. Ông xã em là bạn của dì Út, thì đến để lấy cái máy tính của Dốt đi sửa. Thì mới nhờ em mang cái máy tính đó ra. Ông này được giới thiệu là rất là đẹp trai, học giỏi, ngoan hiền và rất là ga lăng, nên thấy rất là thích. Và sau khi mà cầm cái máy tính ra rồi á, thất bại hoàn toàn. Trời ơi, mặc áo sơ mi dài tay kính cổ với quần tay mà nó dơ ơi là dơ, thì có đâu rất đẹp mà như ông già ấy, mà nhìn từ trên chẳng có gì để gọi là đẹp cả. Xong cái đưa cái máy tính cho vậy, cái cầm đi về một mặt luôn, chẳng có cảm ơn tiếng nào hết, làm hụt hẫng dễ sợ luôn. Mà bạn thì sao? Gì của em hiện tại này, trước đó mấy ngày con nói rồi là có một đứa cháu muốn giới thiệu cho, nói chung là xinh đẹp, nó em cũng hí hửng lắm, đi xuống hơi bị bất ngờ một chút. Lúc đó là cứ tưởng là một em bé lớp 6, lớp 7 vậy thôi, chứ không nghĩ là lúc đó là 18 tuổi đâu. Nó đen xấu thôi, lặng lặng con mới đi về luôn. Đi ra là đi về là có chủ đích hết trơn á. Hai người đều bị cô Út lừa. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì em cũng có cưa cẩm này nọ nữa. Một hôm thì nghe dì Út nói là trời ơi, bé không phải mẫu người của Vương thích đâu. Vương là hả, thích cái người rất là thùy mị nè, rồi nết na, rồi nữ công gia chánh. Còn em thì lại là nóng tính, mà dữ, mà vừa xấu, mà vừa lùn, vừa đen. Nói chung là chẳng có cái gì để hợp cả. Mới nói là trời, người ta đã không thích rồi mà cứ nhắn tin hoài, phiền phức quá. Thế là từ lúc đó là bỏ luôn ý định cưa cẩm luôn. Thì khoảng một năm rưỡi sau á, thì bất ngờ là anh này gọi điện thoại. Lúc đó là kêu bằng chú thôi, chứ không kêu bằng anh đâu, tại vì lớn tuổi quá. Lý do gì mà tự nhiên em lại thay đổi thái độ?
Hôm đó vô tình từ Bình Dương xuống Sài Gòn học. Học khá về sớm quá, thế cũng lười về. Xem danh sách từ trên xuống, đến đây để dùng. Giống như là mời ai từ trên xuống dưới chẳng ai đi hết. Mình nhận lời thôi. Bữa đó ông ta mà Nguyễn đi ngang xong rồi ông thấy xẹt quá gái. Rồi, đến cái mốc đó là các bạn đã yêu nhau chưa? Dạ chưa. Lúc đó thì em đang tâm thế là em yêu đem trả thù lại thôi. Tại lúc trước em cưa cảm dữ quá, bỏ ra cả 3 tháng trời phải trả thù để bỏ lại cho biết đau khổ giống như mình vậy đó. Trả thù đó không thấy mà cuối cùng thấy nha. Trả thù lại. Trả thù lại hả? Tại vì trong cái thời gian mà đang ý định trả thù á, thì thấy ông này thiệt tình quá. Từ Bình Dương mà chạy xuống Sài Gòn cứ ngày nào cũng đi như vậy hết. Thấy cũng thiệt tình quá thôi, thấy tội thương luôn. Dạ, yêu nhau bao lâu? Yêu nhau được khoảng hơn 1 năm. Vậy thì khi yêu á, là em là xinh đẹp như thế này, cho nên anh nghĩ ổng là cái người ghen tuông lắm đúng không? Dạ. Chú ghen bé hay bé ghen chú? Dạ. Dĩ nhiên chú là mấy ông già mới ghen. Chú ghen bé. Không, ghen lắm đúng không? Sao vậy chú? Ghen đúng một lần thôi. Cái lần đó sao ghen? Lần đó là bé ngồi sau xe của người yêu cũ về quê, tự nhiên thấy dì út của bé, thì bạn á gọi điện lên kêu là quan hệ hai đứa thằng nào rồi mà bây giờ nó ngồi sau xe thằng khác rồi. Rồi sao? Đó là do là mình đi xe buýt thì hay bị say xe, cho nên là người yêu cũ nó là anh cũng đi làm trên đây rồi sẵn tiện về rồi anh ghé ngang chở về, thì thấy là đâu có mất mát gì đâu, chở về thôi mà. Nghe dì út gọi tới nói tới khúc đó rồi tức mà vừa sợ mất. Sợ chứ. Lập tức gọi điện lên thừa nhận luôn. Thừa nhận luôn là sao? Đâu có gì đâu, tại vì mình chỉ ngồi xe mình dựa vai ngủ thôi. Rồi không cái ôm ngủ thì trời ơi. Cái đó không có ôm mà là do là mình dựa thì cái người chở người ta sợ mình té, thế là người ta mới nắm cái tay mình lại thôi chứ. Cái gì đó lý do hết rồi sao nó gây cấn nè. Mình đứng hơi sốc, gọi điện xuống cho vợ. Nếu mà em không yêu người ta thì anh rút lui. Thôi, vợ khóc lóc ý ơi đủ thứ luôn. Lúc đó vợ cái là khó thở vậy đó, cảm giác nức nức. Sợ xíu á. Thế sợ quá thì để xuống nói chuyện sau. Là đánh ghen kiểu đó thôi đó. Tưởng là chú này là phải bắt xe về liền. Chú lành quá chú ơi. Chú hiền quá trời hiền. Chú hiền lành như vậy chắc chắn là đó giờ chắc chú bị ăn hiếp nhiều trận lắm đúng không chú? Nhiều lắm. Sao kể nghe coi. Nó chạy xe thì nhìn mình nói một cái sau lưng. Em kêu chứ anh ơi em bị cắn anh một cái. Cắn xong rồi mày về đã tím luôn á. Lý do sao cắn người ta? Tại vì á, ngồi sau lưng mà nói chuyện mà không thèm trả lời. Thế là tức quá cắn cho cái cho biết mình hiện diện. Vậy thôi đó. Rồi mỗi lần mà đi lên thăm em thì như thế nào? Mình ở Bình Dương, từ đó xuống đây rồi từ đây về khoảng 100 cây. Đi xe máy hả? Xe máy. Trời gì hao tốn dữ ạ. Lúc đó công việc ổn định chưa? Xăng cũng được. Mới ra trường à. Vậy đâu có tiền. Có khi nào cầm xe? Có cầm giấy tờ. Ở đâu? Cầm giấy tờ mà cầm lần vậy được nhiêu? Lần được khoảng 500 thôi. 500 ngàn? Dạ. Đổ xăng hết 100 rồi đó. Mà cầm bao nhiêu lần? Dạ, cái này cũng rất nhiều lần. Cứ thường cuối tháng là phải cầm 500 ngàn, lúc mà sinh viên là cũng lớn lắm vậy. Nhiều. Bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Dạ, 1 năm. Rồi, chồng em một cái người hiền lành như vậy, hy sinh vì tình yêu như vậy, thì bây giờ về nhà ở chung nhà chắc ông không có cái tính xấu gì đúng không? Nhiều lắm, lúc mà yêu á thì em không thấy xấu cái gì hết trơn á, mà tới khi mà cưới nhau về rồi á thì phát hiện ra chuyện động trời là ở vô kinh khủng á. Từng tắm mấy ngày? Ngày nào cũng tắm. Nhưng mà mặc không cái quần sọt mà cứ mặc suốt một tuần. Không bao giờ thấy giặt. Cứ sáng thì mặc bộ đồ đi làm, đi làm xong rồi chiều về thay đúng cái quần sọt đó, xong sáng hôm sau lại tiếp tục mặc bộ đồ khác đi làm, chiều về lại thay đúng cái quần sọt đó. Mà cứ hỏi ồ anh ơi sao anh hết quần rồi hay sao mà anh có mặc có một cái quần mới mặc có một tuần mà dơ vậy em. Vậy là chú có mấy cái quần sọt? Em mua cũng rất là nhiều, mua 3-4 cái lận. Anh nhiều có 3-4 cái lận. Mà lấy nhau 1.5 năm rồi mà có 3-4 cái quần á thì dĩ nhiên ổng đâu dám mặc nhiều hay giặt quá nó mòn đúng không? Ủa vậy thì trong cái lúc yêu đó sao em không phát hiện ra? Trong cái lúc yêu á là do là tuần nào em cũng về nhà trọ của anh á, giặt đồ đổi đồ cho đi làm. Giặt cho anh á hả? Dạ. Cho nên là đâu có phát hiện ra đâu, mình không có ở đó cái bên đâu có biết là mặc cái quần sọt còn mặc một tuần lễ vậy đâu. Ngoài cái chuyện cái quần ra còn cái tật xấu gì nữa không? Tật xấu là ngủ ngáy to lắm. Cái đó không phải tật xấu đâu, cái đó là tật bệnh chứ không phải tật xấu. Tôi bỏ qua đi tội nghiệp quá. Nhưng mà cái ngày đó, cái khi nào ảnh hưởng đến em không? Dạ có. Cái đó ngủ không được điên loạn lên. Dạ đúng rồi. Mà cứ nằm cái bên mà ngáy o tự nhìn qua tức có tán cái bóp. Đỉnh dậy cho không? Nằm xuống ngủ tiếp không? Giật mình dậy hỏi cái gì vậy em? Cái xong cái đâu gì đâu ai kêu ngáy to quá à chi. Xong nằm xuống ngủ nữa lại tiếp tục ngáy nữa. Xong cái tức quá tán không có tác dụng bóp mũi. Trời bóp mũi hả? Rồi còn tật xấu gì không? Trước khi cưới á thì quan tâm với vợ dữ lắm. Vợ đòi cái gì được cái đó. Thế khi cưới về rồi là vô tâm, vô tư, vô lo, chẳng có lo lắng gì tới vợ hết. Cái ngày lễ kỷ niệm nè, chẳng bao giờ thấy mà mua một cái bánh kem hay một cái món quà tặng vợ. Vợ làm nhà giáo mà chẳng bao giờ 20 tháng 1 mà tặng vợ được bó hoa. Trời ơi.
Cái đó là xấu thiệt rồi đó. Vô chú tâm cái đó là chú vô tâm quá đó. Khi mà lễ á thì nhắc anh hôm nay lễ đó nha, thì về được hai trái xoài cây đi tặng vợ 20 tháng 11. Sao kỳ vậy? Lúc mà là yêu á, tân tiêu như vậy, thành giống như là bản năng luôn mà sao? Lúc cưới xong lại là mất tiệt cái bản năng đó vậy? Cưới xong thì nhiều có thể lo quá rồi, không nghĩ đó quan trọng lắm. Tức là không phải là quên, nhớ nhưng mà nghĩ rằng thôi, cái đó lúc yêu nhau thì cần thiết rồi, bây giờ chắc không có cũng không sao đúng không? Sao lúc yêu nhau 100 cây số cũng chả sao. Thế bây giờ cô vợ của chú có thật xấu gì không? Cũng nhiều lắm. Lúc mới quen là thấy hiền dễ thương lắm, nhưng mà cưới về biết là mới biết dữ mà quá dữ luôn. Ví dụ khi mà đang ngủ kêu dậy ăn cơm mà mắt ra trừng lên sạc cái mắt tăng liền. Sạc tức là chú sạc bé? Không, bé sạc chú. Tại vì lúc em thì khó ngủ xuống được là rất là mừng. Tại vì tự nhiên vô kêu em về ăn cơm, trời ơi tức dễ sợ, mới vừa ngủ được kêu anh yêu cơm mình đi. Em không ăn đâu, em ngủ. Rồi sau cái giận đi ăn cơm một mình. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt dữ lại một chút. Mong muốn cái gì nữa nói luôn đi. Chỉ cần bớt dữ lại được, đơn giản vậy thôi. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Quan tâm vợ chút xíu, bớt quan tâm bạn bè đi, lo cho việc gia đình nhiều hơn. Chị thấy vậy nè, cái tư tưởng của em á là chưa có đúng đâu. Mình đeo đuổi cả một thời gian dài, tốn bao nhiêu lần tiền rồi cầm xe cầm cộ, bao nhiêu công sức sức lực, chịu đựng đòn đau rồi nhéo rồi chịu cắn để lấy được cổ đó. Lấy rồi thì phải giữ, chuyện lấy nó dễ hơn là giữ nữa. Phải giữ người ta chứ đâu có thể nào mà đặt mục đích là lấy được rồi xong thôi. Mình có một cái bản năng là quan tâm rồi ga lăng rồi để tâm đến người bạn gái của mình, tự nhiên lấy người ta xong rồi cái bỏ cái bản năng đó đi phí hoài. Chị thấy em nên giữ cái đó, tại vì chị cảm nhận cô này cô giỏi rồi nha. Năm mà chị 23 tuổi chưa làm được cái gì hết mà cổ đã là chủ một cái trường mầm non, không có đơn giản đâu. Đó. Còn cái giữ đó là một cái bản tính, cái sự cứng cỏi, cái sự mà gọi là cần phải thế này thế nọ đối với cuộc sống á. Thôi bây giờ mình quan tâm đi, chứ chị nghĩ là với cái việc mà vợ em đang phải làm, cái đầu cũng mệt mỏi lắm chứ không có đơn giản ha. Rồi bây giờ em có muốn nói gì với vợ? Vợ luôn mong muốn lâu lắm rồi, và đến ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện nó. Lịch lãm quá đó. Muốn tặng hoa người ta tặng hoa đó. Đây, điều mong muốn của vợ bấy lâu. Mình sẽ thay đổi nhiều để quan tâm em nhiều hơn. Em và con. Chào em. Chào bữa em. Nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng ha. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Mặt không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, hay là chắc vợ em cứ nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em đóng lại đi, rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi rồi đó em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em nha. Vâng. Nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là
Dạ thì cài cho tao đi. Dạ em nói lại là dạ thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Chắc đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. Vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc mà em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ ở Sài Gòn. Dạ tại vì cái ứng dụng nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau, thì em mới để là thôi 10 cây đi thì có, còn nhiều. Có thể gặp được chứ sao quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp, xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối, thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn gặp nhau. Dạ nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả đứng xa xa á có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời em nói tỏa sáng luôn. Dạ tỏa sáng đúng trời, rồi đây nè đó. Dạ có xong rồi một người á thì là cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đây là sáng trưng đó, sáng trưng sáng bừng luôn. Dạ, đúng không? Dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái là thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi, em bảo ủa nghi là nghi cái gì, kêu là sao chồng trai hả? Thấy chân dài quá mình kêu không là... biết là con trai con gái, đúng không? Nghi hay chưa, anh đoán ghê. Dạ, đúng rồi. Kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á là kiểu người chuyển giới, kêu là đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao quá là sợ rồi. Kêu có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Dạ trước kia gặp là vẫn còn nghi ngờ. Dạ đúng dạ rồi, nhưng mà vẫn muốn gặp. Nhưng mà có khi nào là em cố tình em gặp để em xác định rõ cái tính tiền của cô thì cũng cả hai đấy anh. Chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao. Em là người miền Nam. Em là thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa kiểu vậy, tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mà nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi, xong rồi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không, xong rồi hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy, cái
cái em kêu thì em thấy giống giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh. Nói giọng nam rặc luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà, anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặc luôn. Là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn. Để chuyển nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn. Nói dạ. Với chị với anh Thuận nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Sợ quỷ sứ. Cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á. Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi. À, hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn. Xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì ngay gần sân bay chỗ em á, thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh. Đó xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc. Cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi á anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó. Yêu liền không hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Là tụi... dạ. Lâu vậy? Có những cặp á. Trời ơi sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á, thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Nhưng mà, nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà nếu mà bắt mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì em, anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á, em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không kiểu gia phong lễ giáo đó. Dạ dạ đúng rồi đúng cho rồi, nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kính dạ, trẻ nói chung không? Là kiểu cũng sợ với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ sống chồng á chị, nên là em kiểu em bị em bị sợ sợ, em bị ớn ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang xong rồi kiểu cũng hở hở kiểu dạng dạy hay là rách rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kính đáo kính đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi hơi kiểu cách một tí xíu cái thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kính kính nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á, thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn, đứng hình luôn. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết, thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ, dạ đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á, đó thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ, không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nên là nhìn ở ngoài thì trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, cũng không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng xíu rồi, đó đúng rồi, vâng, nhưng mà bà có thiện cảm dạ.
Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè: Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Ôi, kính rồi đó mà vẫn còn lời. Là kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói đây là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu, là em biết anh là diễn viên. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc đó thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Trong cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình mà không khi có. Khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở Hà Nội, nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ, đúng rồi, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm anh nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Dạ. Vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Dạ. Các câu tật xấu đúng không? Sơn. Linh quên, xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy? Không phải Sơn á, Sơn rất là hiền. Giới tính nó không được chắc chắn đấy em, nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó, hàng hiếm á. Dạ đúng rồi, chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc đề đó. Không còn, cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì lạc đề đó. Ta đang nói tật xấu thì đi cứ khen tật tốt, không có kể tật xấu thật mà tốt. Cái đó là tật tốt nha. Dạ. Rồi bây giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa vừa ý, em chưa vừa ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Anh con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó.
Anh chị hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đúng không? Tại sao? Nó phải có tại sao lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về cái ông cái có, điểm. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi mê đá banh hơn mê vợ không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn, mà xong từ khi cưới vợ rồi á, xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh. Còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Mê tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi. Giờ nói thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á. Hai là mệt liền nha. Dạ. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ vậy mệt. Đam mê của mình đúng rồi, đúng rồi, đó là hai cái tật xấu nha. Cam ram là một nè, áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ yeah, xong rồi nếu còn mà nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, giận. Xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được, nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người người khác ngay mặt. Thấy sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Đó lòi ra đó. Đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận đi, sao giận như dạ? Bỏ đi. Nhiều khi trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm á chứ, nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á, cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà có hoa đăng lên, mình không có gì cũng tức chứ. Xong nói chứ chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy, ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa, cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi, nên là em kêu á nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? Mỗi lần mà giận thì giống như là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm què không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi thì em tức, em tức dễ sợ quá mà có sao nói dạ, gì đúng rồi. Đi đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết, kêu ví dụ người ta kêu là đi đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết con giận nó thì có thôi là không chứ đó, Ngọc dạ rồi đúng rồi. Rồi Ngọc Lễ đã nói rồi con dạ. Gái nó có là không dạ đó. Xong kêu chứ chứ anh bảo đi 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 đi, đi cái đi mất tiêu luôn. Đi mất sao tiêu mà, luôn sao mà dạ. Sao ngốc thế, không nhìn vào mắt vợ thôi, để lần sau em cứ làm ngược lại. Ủa, cho chắc anh nghe nè, rồi bây giờ ổng không xin lỗi gì vậy thì sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng, tự xả luôn vậy đó, kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước. Trời ơi dạ, có nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi thôi không? dạ có đó chị sao? Có nhiều khi họ kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy
ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Chứ ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. Cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quê luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng dung nhan ra. Cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi, kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu xấu là bực là giận là hoài luôn. Cái cặp trước nghe. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi. Bây giờ vợ ông sao? Đó kìa, đó, bây giờ tấn công kìa. Đó, xa tay nè, tay ra cám này. Đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. À, là kể về tật xấu của vợ đúng không? Ừ, rồi. Nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý. Nhiều em? Còn... nhiều không? Hay là không có, không có thì qua luôn. Dạ, cũng đủ xài ạ. Đợi nãy giờ rồi mới được nói. Đó. À, thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại... khá là bừa bộn, đó là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay thì em cầm làm thôi đúng không, làm cảnh sát rồi. Trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn rồi. Dạ, tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy. Thì từ không có chịu, đúng rồi, không chịu với sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp. Có. Rồi. Áp đặt gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị. Nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mà áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á, xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ mới nói mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi. Cái xong em về em nói, em kêu đó mọi người chê vậy đó, nghe chưa vợ nói thì không nghe. Rồi bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cổ nói? Thì đợi vậy mới nói đó. Rồi giờ tới em rồi, hiểu rồi bây giờ cải thiện cơ, cải thiện rồi đúng không? Thực ra đấy thì đấy, em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản. Thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, hay là dần dần thì mưa dầm thấm lâu. Đúng không? Còn em bắt đầu thay đổi cái không, nhưng mà thay đổi rồi. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Nghe chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần, có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ làm cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không, luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Tránh bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó, đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là
có một cái tính, có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà, rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á, cái đi ai khó khăn mang giúp hết, cái đến khi lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại không ấy. Là mình, em thì em kiểu em cũng nói, em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm ấy, là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai, đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh có thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em nói xong rồi thì kiểu cũng nghe, nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Tức là muốn em là sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó, đúng không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống kế như cận tại đây nè, kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài đúng đó Sơn ơi. Dạ mình thấy nó rất là hợp lý. Dạ tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. À, thôi giờ chị thấy vậy nè. Dạ. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha. Dạ. Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ. Cảm ơn em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah.